và mật ong. Sau mật ong hay lắm các bạn, tất cả những cái gì mà nhẹ hơn hơi nước thì đều ủ của mật ong, như sáp ong hoặc là phấn của ong thì đều nổi lên trên. Và mình sẽ lọc lại một lần nữa trước khi cho vào chai. Mình sẽ hớt tất cả những cái sáp còn nổi lên trên đây một lần nữa, sau đó thì mình đóng chai cho các bạn, đóng chai và bán thức khác. Mình rửa dụng cụ để rươn mật ong nửa lít cho khắp. Việc của mình là phải rửa nó. Mình rươn chai nửa lít cho khắp tiện mua nhé. Và mình sẽ rửa, sau khi rửa đồ nên ra phơi nắng. Tia cực tím của ánh mặt trời sẽ diệt bớt một số vi khuẩn và vi nấm, và tiêu diệt những cái loại vi khuẩn. Sau khi đang rửa thì sẽ đi rửa xong thì sẽ phơi nắng qua một buổi trưa, phơi vào lúc nắng gắt để các tia của mặt trời sẽ làm cho khử khuẩn bình. Sau đó thì mình sẽ luôn mật ong rồi bán cho các bạn, các cô chú anh chị có thể inbox bình 1 lít và bình nửa lít ở bên con. Có hai anh này đi bắt mật ở trên rừng, sau đó thì đưa đến mình sẽ thu lại. Và mật này là mình mua còn nguyên phát, mình sẽ về mình tự lọc, mình sẽ tự lọc và bắt nước mật ra đó. Có phấn hoa luôn. Không, phấn hoa em lấy ra hết đi. Sao không bỏ phấn hoa đây luôn? Chua mà. Nó mau hơn, chua hơn. Đúng, nó chua mà, có phấn hoa nó chua mà. Em lọc cái phấn hoa rồi. Nó cũng sẽ còn một chút nữa, sau khi mà bắt mà nó sẽ lắng lên trên mặt bình một chút phấn hoa nữa. Là mật ít, mình đã nhìn thấy mật có gan luôn rồi. Đó, và cái gói mật này, tất cả chỗ này là 3 tổ ong, mỗi tổ có 1 ký thôi. Cái này là 1 ký. Tổ 1 ký. Các bạn mua mật nhé. Chị cứ xài đi, em bao cho chị xài. Mật của người dân đi bắt nè. Xin mua đó nha. Chụp luôn cả mặt luôn. Mật của người dân đi bắt đó. Còn nguyên sáp như vậy, mình mua nguyên sáp như vậy, mình về mình sẽ tự bắt. Sau đó thì và khác ở đây á là họ đi bắt xong, dân đi bắt xong rồi sẽ mang đến đây bán ký. Là cân 1 ký, một bịch này là 1 ký 3 giác. Còn cái bịch mật này á, thấp hơn rồi, nó rồi. Qua ký rồi. Trong này nó mấy cục rồi, mấy 2 bọc như là 2 cục rồi. Cái này cho là 2 ký đi nhá. 2 ký, cái này 1 ký nó là 3 ký. Mình mua tất cả thứ này luôn là 3 ký mật. Và để dở ra xem một chút. Mở ra dùng cho em á.